khuyên người quý tiếc mạng sống loài trùng kiến. Người tu tích phước đức cũng giống như đứa con khéo xây dựng bồi đắp cơ nghiệp gia đình. Tuy không thể thấy được sự phát triển rõ rệt, nhưng ngày ngày tích tụ, tháng tháng vun bồi, tự nhiên sẽ thành tựu nghiệp lớn như đào chu. Người làm việc thất đức cũng giống như đứa con phá hoại gia nghiệp. Tuy không thể thấy được sự hư hoại rõ rệt, nhưng ngày ngày hao mòn, tháng tháng tiêu tán, cuối cùng cũng đến lúc nhà tan cửa nát, không đất cắm dùi. Cho nên có câu rằng, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, chớ khinh chê việc thiện nhỏ mà không làm. Vua Kiến trả ơn. Huyện Phú Dương thuộc đất Ngô, có người tên Đổng Chiêu Chi. Một hôm đi thuyền qua sông Tiền Đường, bỗng nhìn thấy dưới sông có con kiến bò trên một thân cây lau, trôi giữa dòng nước. Muốn vớt thân cây lau lên thuyền để cứu con kiến, nhưng người trên thuyền không cho. Ông liền dùng một sợi dây buộc vào cây lau để kéo đi theo thuyền, cuối cùng đưa được con kiến vào bờ. Đêm hôm đó, Đổng Chiêu Chi nằm mộng thấy một người mặc áo đen đến gặp mình để tạ ơn. Nói rằng, tôi là vua Kiến, do bất cẩn rơi xuống sông, hôm nay nhờ được ông cứu giúp. Sau này ông có lúc nguy cấp, xin hãy báo cho tôi biết. Trải qua hơn 10 năm sau, Đổng Chiêu Chi bị người khác vu cáo là ăn trộm, bị bắt giam vào ngục. Chiêu Chi nhớ lại lời vua Kiến đã nói trước đây trong giấc mộng. Trong lòng muốn báo tin, nhưng chẳng biết cách nào. Có người biết chuyện liền bảo, sao ông không bắt lấy vài ba con kiến, đặt trong lòng bàn tay, rồi nói chuyện này với chúng thử xem. Đổng Chiêu Chi làm theo lời, quả nhiên đêm ấy, mộng thấy người mặc áo đen đến bảo, ông hãy gấp rút trốn đi. Tìm đến trốn trong núi Dư Hàng, có thể thoát được nạn này. Đổng Chiêu Chi thức giấc, lập tức theo lời bỏ trốn, chạy đến núi Dư Hàng. Quả nhiên trốn thoát được, rồi chẳng bao lâu sau, có lệnh triều đình đại xá, nhờ đó được miễn tội. Lời bàn: chớ nên cho rằng việc kiến trả ơn là hoang đường. Các loài côn trùng nhỏ nhoi đều có những chuyện không thể giải thích được. Xưa, vua Phù Kiên cùng với hai người là Vương Mãnh và Phù Dung bí mật bàn chuyện xá tội cho tù nhân ở Linh Đài. Vừa định thảo chiếu, bỗng có con nhặn màu đen rất lớn bay vù đến chỗ ngồi bút, tiếng vo ve rất mạnh. Không bao lâu, cả nước đều biết chuyện triều đình sắp có lệnh đại xá. Phù Kiên suy nghĩ rằng, ngoài hai người cùng bàn việc với mình, thì không ai có thể biết để tiết lộ chuyện này. Liền tra vấn các quan, xem do đâu biết được tin tức ấy. Các quan tâu lên rằng, hôm trước, trên đường đi, thấy có một đứa trẻ mặc áo đen, chỉ cao chừng ba thước, đứng giữa đường hô lớn cho mọi người đều nghe rằng, triều đình sắp đại xá, triều đình sắp đại xá. Tiếng hô vừa dứt thì bỗng nhiên biến mất, không thấy đâu nữa. Phù Kiên khi ấy mới biết đứa trẻ kia chính là con nhặn lớn màu đen bay đến chỗ ngồi bút hôm trước. Thiên hạ rộng lớn, có điều gì lại không thể xảy ra? Chuyện vua Kiến trả ơn cũng không đáng xem là kỳ lạ. Thank you.
Nam